Xin chào các bạn, bây giờ trên cánh cửa của sở thú thấy một miếng da khỉ nó bị dính lại đây. Trời bệnh. Ồ, dính rất là cứng luôn. Khỉ chạy đi chơi bị té chắc đâm vô cái cây này. Xước da dính vô trong này, dính cứng ngắc luôn. Đây là da của miếng khỉ và lông. Mình sẽ đi truy tìm bạn khỉ đó để coi miếng da đó thuộc về bạn khỉ nào. Hay quá mọi người, chương trình rất là hấp dẫn nha.